Bộ phim Uất Trì Cung. Năm đại nghiệp thứ năm nhà Tùy. Người xem, hắn ta rèn thật đẹp. Người xem, tay nghề thật sự khá đấy. Không ngờ lại phức tạp như vậy. Đúng vậy đó. Rèn cái gì thế, khá rắc rối. Đúng vậy. Người xem, muốn làm gì vậy? Sắp rèn xong rồi. Sắp rèn xong rồi. Hay, hay quá. Tay nghề giỏi quá. Tay nghề rất giỏi đó. Ra rồi, ra lọ rồi. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp lắm. Kính Đức à, ăn cơm thôi. Cha và Kính Đức hôm nay rèn gãy vất vả rồi. Còn đặc biệt là món mì mà hai người thích ăn nhất. Thay ông Thiên Dương khao hai người. Ngon đấy. Ngọc Mai à, ta tặng cho con làm quà gặp mặt thế nào? Được chứ. Bảo Lâm. Nào, ta lau mồ hôi cho chàng. Chào, mau ăn cơm đi. Ăn đi. Ăn nhanh đi. Cha, mì Ngọc Mai làm ngon quá. Ăn nhiều vào một chút. Chúng ta ăn cơm thôi. Nào con trai. Bé nào. Vui rồi, cười một cái đi. Con trai à, nào nhìn xem, đây là cái gì? Con trai đẹp không? Cây cung sắt này cha đặc biệt làm cho con đó. Giống y như cây cung của ông Thiên Dương. Con trai, con mau mau lớn. Lớn rồi, cha mẹ dạy võ công cho con được không? Con trai, nhìn mẹ con làm cho con cái gì kìa. Nào, túm lấy đi. Nào, sờ đi. Nàng xem, ngoan quá. Nào, mẹ bế nha. Được rồi. Con trai chúng ta ngoan quá. Tiểu Bảo Lâm, ngoan.
Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Thiên Dương Hiện Hồn. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Thiên Dương Hiện Hồn. Quỳ xuống đi, quỳ xuống. Chúng ta vái, chúng ta cũng vái. Ông Thiên Dương, có cây cột sắt này, ông có thể phù hộ thái bình cho thôn chúng con, tránh xa nỗi khổ chiến tranh. Tránh ra! Phụng chỉ của Thích Sử đại nhân để bắt bọn cướp trên đường bảo vệ an dân, đặc biệt đến thu quân lương mỗi nhà ba đấu, cái nào trốn xử tội mưu phản. Ta đến đây là vì bảo vệ thôn xóm và an dân, không giao nộp quân lương chính là tạo phản. Con trai, cẩn thận! Con trai, con trai! Được. Hay. Đa tạ, đa tạ. Chị bao con. Kính đức, con gây ra quà lớn rồi. Người con giết vừa nãy là con trai ruột của Thích Sử Tần Trung, Trần Phương Kim. Báo cáo. Tướng quân, tướng quân, thiếu tướng quân bị giết rồi. Theo ta đi. Kính đức, sau khi ra khỏi thôn đừng đi đường lớn, trong nhà có ta, ta sẽ không để cho hai mẹ con nó đói đâu. Con mau đi đi, nhanh lên, nhanh đi đi. Đợi đã, cầm lấy, ở nhà có thể nghèo nhưng ra đường thì không, lộ phí ở bên trong hết rồi. Mau đi đi, muộn là không kịp đâu. Ngọc Mai, nghe rõ cho ta, lục soát từng nhà, cho dù phải đào ba thước cũng phải tìm ra tên tiểu tử đó. Đi mau. Rõ. Không hay rồi, còn mau đi đi, mau đi đi, nhanh lên, đi đi, nhanh lên. Cô còn đợi cái gì nữa? Trong nhà cô có ta, cô yên tâm về hai mẹ con đó đi. Đi mau lên, mạng cô quan trọng hơn, cô cứ yên tâm đi. Mau đi đi, cô không đi là không kịp đâu. Đợi đã, đi cửa sau, nhanh đi, đi từ cửa sau đi, nhanh lên. Kinh đức, cầm lấy, đi đi. Ngọc Mai, đi mau. Ngọc Mai, nói tên tiểu tử đó chạy đi đâu rồi. Tôi thực sự không biết, không biết mà.
rốt cuộc là ông có biết hay không? Tôi thật sự không biết. Tôi... Đại nhân, đừng dọa đứa bé. Ngươi lại không biết hay sao chứ? Sau khi nó ra ngoài, mãi không về. Đại nhân à, không biết. Không biết thật mà. Không biết có đúng hay không? Vậy ta để cho ngươi mãi mãi không biết. Cha! Cha! Cha ơi! Cha ơi! Cha tỉnh lại đi cha! Con ơi! Con của tôi! Con của tôi! Bỏ con của tôi xuống! Con ơi! Con của tôi! Bỏ con của tôi xuống đi! Xin ngài bỏ con của tôi xuống! Xin ngài! Xin ngài bỏ nó xuống đi! Bỏ con của tôi xuống! Tôi xin ngài bỏ nó xuống đi! Thả con của tôi xuống đi! Tôi xin ngài mà! Tôi van xin ngài! Con của tôi! Con của tôi! Ông Thiên Dương, nếu như ông không lo cho sự sống chết của bách tính, cây cột sắt này bổ gia xin mượn để dùng. Ngọc Mai! Ngọc Mai à! Cha! Cha! Ngọc Mai! Ngọc Mai! Găng hết ta lại cho ta. Kính Đức, cứu ta. Kính Đức, cứu ta với. Ngọc Mai, Kính Đức, cứu ta. Kính Đức, cứu ta với. Kính Đức, Kính Đức, cứu ta. Kính Đức, Kính Đức, cứu ta. Ngọc Mai, Kính Đức, cứu ta. Kính Đức, Kính Đức, Kính Đức, cứu ta. Kính Đức. Kính Đức, cứu ta. Kính Đức, Kính Đức. Ngọc Mai. Tướng quân, sao thế? Không sao hết. Lùi xuống đi. Ngọc Mai, Bảo Lâm, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.
Tướng quân ngài xem. Lấy quân lương ra phát cho bách tính. Tướng quân. Tướng quân à. Tướng quân, quân lương đã hết sạch rồi. Các quân đệ cũng không có ăn, chúng ta vẫn nên đầu hàng đi. Im miệng. Còn nhắc chuyện đầu hàng nữa, ta chặt đầu ngươi. Rõ. Tướng quân người xem, người ở phía xa mặc áo dài trắng chính là Lý Thế Dân. Tướng quân sắp được gặp vợ con của mình rồi. Chẳng lẽ không muốn lập đại công nữa hay sao? Thiên Tuế, tên đầu đen kia chính là Quốc Trì Kính Đức, thuộc hạ dũng mãnh đầu tiên của Lưu Võ Châu. Chỉ cần có được hắn, Tấn Trung không cần lo lắng nữa. Phóng tên. Nhanh, nhanh lên. Nhanh, giữ vững cửa thành. Quả thực là một mãnh tướng. Chẳng trách một ngày có thể chiếm được ba quan, một đêm chiếm tám trại. Tường thành Giới Châu cao 8 trượng, ba bề là núi. Từ cửa đông tấn công vào thành, quả thực không dễ. Trong núi chắc chắn có đường nhỏ để đi. Đúng là đàn gãy tay trâu. Trình Vương huynh, nghênh chiến. Tiền Tuế đi mau, ở đây có lão Trình ta rồi. Chạy về. Nhóc ngoan, đây là quà gặp mặt của ông cho ngươi. Đường đông dừng lại, ăn một gãy của ta.
bạn đợi ta, đợi ta dưới. Ông bạn đợi ta, đợi ta, đợi ta dưới, đợi ta. Nhìn tên đi. Tiễn pháp rất tốt. Đi theo ta. Rõ. Bao dừng tay. Tiểu Dương có chuyện nói. Tướng quân kính đức, xin nghe Tiểu Dương nói. Kính đức tướng quân, hiện giờ Giới Châu đã trở nên trống không. Lương thảo trong thành đã hết. Cho dù tướng quân thời dũng thì có thể trụ nổi mấy ngày chứ? Tướng quân, mặc dù ngài không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho bách tính thành Giới Châu. Tấn Dương Vương đối với ta ân trọng như núi, kính đức thề sống chết cũng phải báo ơn. Phùng Vương giả thật có đức, vậy thì mời sau khi tan thành đừng làm nhân dân trong thành rơi vào tình cảnh khó khăn. Phùng Dương, nếu như muốn đầu của kính đức, lúc này có thể lấy. Kính đức tướng quân, hôm nay bọn ta chỉ dắt ngựa đi tán gẫu thôi, chúng ta để hôm khác lại chiến đấu. Xin mời tướng quân. Thúc Bảo, ta muốn thành Giới Châu và cũng muốn có Úc Trì kính đức. Tướng quân, hôm nay đột kích Đường Đồng có thu hoạch được gì không? Đại nhân hôm trước nói chủ công đã tìm ra vợ con của ta rồi. Họ hiện giờ ở đâu chứ? Ở Bính Châu. Hai hôm trước không phải ta đã nói với tướng quân rồi hay sao? Nói như vậy thì ngài đã thấy vợ con ta rồi hay sao? Đương nhiên, đích thân ta sắp xếp họ ở trong quán dịch, ăn uống thoải mái. Xin đại nhân cứ yên tâm đi. Năm đó vợ ta sinh bị nhiễm phong hàn, chân trái bệnh cũ tái phát, hay gặp phải mưa gió thì đi lại khó khăn. Ta lo sức khỏe của nàng ấy. Đúng, đúng rồi, ta cũng lo sức khỏe của phu nhân lắm. Nhưng mà xin tướng quân cứ yên tâm đi, ta đã mời đại phu giỏi nhất Bính Châu đến điều trị rồi. Uống hai ngày thuốc, bây giờ đã đỡ nhiều hơn rồi. Đúng là xin lỗi đại nhân. Kính đức nhớ nhầm rồi. Bệnh của vợ ta là ở chân phải. Đúng rồi, chân phải là chân phải. Đúng đúng, chân phải là chân phải đó. Ngài xem đầu óc của ta, hai hôm nay bận diệt quân, ta quên mất. Trí nhớ của đại nhân đúng là không tốt cho lắm. Giờ ta căn bản không có bị bệnh. Ta chỉ muốn nhắc nhở đại nhân, kính đức con nhà võ, ngoài vợ con của ta ra, vô khiên vô qua. Nếu như ai muốn hại họ,
Đại nhân, Úc Trì Kính Đức sợ đã ngủ rồi. Chúng ta có phải... Thế này đi, chúng ta vẫn nên đợi chỉ thị của chủ công rồi lại hành sự tiếp. Người ở đây quan sát hắn hẳn hoi. Rõ. Ngươi chạy, ngươi chạy, ngươi chạy. Ta bảo ngươi chạy mà. Xuống đi. Kính Đức hôm qua tự thả đường đồng ở Hồng Đê Giảng nói chuyện rất lâu, giống như có ý đầu hàng. Buổi tối hỏi về chuyện của vợ con, lòng bắt đầu nghi ngờ, sợ xảy ra chuyện, mong chủ công sớm định đoạt. Xem ra thành Giới Châu và Quốc Trì Kính Đức tương lai sắp có được rồi. Hạ lệnh xuống, quân binh lùi lại 40 dặm. Rõ. Thiên tuế có lệnh, đại quân lùi lại 40 dặm. Bên đây, bên đây, bên này. Được rồi, được rồi. Cẩn thận đó, cẩn thận. Cầm chắc lấy, cầm chắc đi. Bọn chúng mới ở Hồng Đệ Giảng gặp nhau, Lý Thế Dân liền cho quân rút. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Lý Thế Dân ngắm thành Giới Châu lâu lắm rồi, lại cứ thế từ bỏ sao? Thuộc hạ cho rằng chỉ có thể đó là Lý Thế Dân hiện tại không muốn tốn binh lực có thể có được thành Giới Châu. Phía chủ công trả lời thư chưa? Vẫn chưa. Xem ra chủ công vẫn chưa quyết định. Ngài xem, hay là chúng ta đợi thêm đi? Đợi sao? Không được. Không thể đợi được. Nếu không thì đầu của chúng ta sẽ giống như Giới Châu, trở thành quà gặp mặt đầu hàng của hắn. Người đâu? Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Không khóc. Kính Đức, chàng đang ở đâu chứ? Tướng quân, tướng quân không hay rồi. Chuyện gì chứ? Ta phải Lưu Tứ đến Bến Châu đón phu nhân và công tử, không ngờ trên đường gặp bọn cướp. Cái gì? Ngọc Mai. Ngọc Mai. Ngọc Mai. Thành thật đi. Tướng quân Úc Trì. Đại nhân,
Đại nhân à, chuyện này là thế nào chứ? Ta đang muốn hỏi người đây. Ngươi truy sát Lý Thế Dân không đánh mà lại quay về đây, là thế nào chứ? Đại nhân, Kính Đức một lòng trung thành với Tấn Dương Vương, có trời xanh chứng giám. Nói thật cho ngươi biết, chủ công trước giờ chưa từng tin tưởng ngươi. Nói như vậy các ngươi vẫn luôn lừa ta. Căn bản là không có tung tích của vợ con ta đúng hay không? Không như thế thì sao mà ngươi có thể bán mạng cho bọn ta được? Dừng tay! Xem còn cái khác hay không? Cái này của Tần Nhị Ca đúng là được việc mà. Xem bên kia, nhanh đi tìm đi, không được thả một ai cả. Ngươi, bên kia có hai người. Ra đây, đi ra đây, ra, quỳ xuống. Nói, ai viết? Ta không biết. Không biết mà. Ta viết đó. Hắn viết. Tướng quân à, nói mau. Nói, vợ con ta rốt cuộc ở đâu? Nói mau. Họ ở. Ai vậy? Ra đây. Ai? Ra đây. Mau ra đây. Ra đây. Ra. Vợ cô ta ở đâu? Vợ cô ta rốt cuộc đang ở đâu hả? Hát than đầu, ngươi không thể đi được. Ta nói cho ngươi biết, thuộc hạ của các ngươi có ơn mà không báo. Ta nói cho ngươi biết, ngươi là tướng quân út trị cái gì? Ngươi muốn thế nào đi? Ngươi gọi ta ba tiếng ông nội trước đi. Không, thôi, đừng gọi. Ngươi nghe ta nói trước. Ngươi cho ta 10 vạn lượng bạc. Kính Đức rất ít bổng lộc, lấy đâu ra nhiều ngân lượng như vậy hả? Được rồi, ta không làm khó ngươi nữa. Ngươi đem thành giới châu cho ta, trừ phi ngươi lấy được mạng của ta. Vậy thì ta không lấy nữa. Ngươi nghe ta nói thế này, ta cũng rộng lượng một lần. Ngươi làm người bảo vệ cho lão Trình ta. Sau này lão Trình ta nếu gặp phải nguy hiểm gì, ngươi cứu lão Trình một mạng, hai chúng ta không phải hòa nhau sao? Nói mãi, không phải ngươi vẫn muốn ta đầu hàng hay sao chứ? Tướng quân Kính Đức, quá ra các ngươi sớm đã chuẩn bị rồi. Kính Đức tướng quân hiểu lầm rồi. Lần này bọn ta tới là vì ngăn chặn mật thư của Dương Tiền cho Lưu Vũ Châu, mà là cố ý đến cứu tướng quân. Nếu như tướng quân đã không sao thì mời về thành. Tướng quân Kính Đức xin dừng bước. Thiên Tuế, còn chuyện gì sao? Tướng quân Kính Đức, hai nước giao chiến, khổ nhất là nhân dân bách tính. Quân ta đã bao vây thành nhiều ngày, thiết nghĩ trong thành dân khắp thành đói ăn. Tiểu Dương thật sự rất bất an. Tướng quân Kính Đức, Tiểu Dương có 100 thạch lương thực muốn tặng cho tướng quân, mong tướng quân đem về thành phát cho bách tính, lấy kế mà sinh nhai. Ngài cho ta lương thực thật sao? Không sợ ta đủ quân lương tiếp tục chinh chiến với các ngài hay sao chứ? Nếu như là thế thì ngài không phải là quốc trị Kính Đức. Từ lâu đã nghe danh Thiên Tuế thương dân như con, hôm nay Kính Đức được thấy đúng là vô cùng bái phục. Tướng quân Kính Đức,
Mau chóng đi thôi. Báo, bẩm thiên tuế, Lưu Vũ Châu nghi ngờ tướng quân Kính Đức đầu hàng, đốt thành Giới Châu rồi. Bách tính trong thành vô cùng nguy cấp. Sau khi quốc trị đầu hàng, trở thành trợ thủ đắc lực của Lý Thế Dân, trải qua hơn 10 năm tiêu diệt các nước chư hầu, năm năm sau Đường Vương Lý Uyển tiêu diệt các nước chư hầu, thiên hạ thống nhất. Úc Trị Cung vì lập chiến công được phong làm Ngạc Quốc Công, cùng Lý Thế Dân trấn thủ Tấn Trung, phòng ngự sự quấy rối của các bộ lạc đột quyết. Mọi người đến xem đi, Gia Cừu đây, tốt lắm, đến xem đi. Đến xem, xin mời, xin mời. Thiên tuế, nhìn bên kia kìa, đuổi theo. Thiên tuế, tiễn pháp lợi hại, tiễn pháp tốt lắm, tiễn pháp tốt lắm. Già thêm một chút, càng lâu vào thâm cung, sức lực đúng là không được như trước. Nhớ năm đó, trận chiến ở Hồng Nê Giảng, đến cái áo đen Kính Đức gian danh khắp thiên hạ của ngươi cũng không làm gì được Tiểu Dương. Thiên tuế, đó là Trình Bản Tử làm loạn từ bên trong, lại thêm Tần Diện Ca cứu giá kịp thời. Nếu như lại gặp phải lần như vậy nữa, e là khó nói. Kính Đức, ngươi đừng có không chịu mình già nữa, nhìn trâu của ngươi đi. Hơn nữa, cho dù ngươi không già thì ngựa của ngươi cũng già rồi. Nói phải lắm, thoáng một cái đã bao nhiêu năm trôi qua, sao có thể không già được. Thiên tuế, thần đi đến bên hồ cho ngựa uống nước đã. Thiên tuế, thỏ kìa. Đuổi theo. Sao lại nhiều sương mù thế? Đúng vậy, sao lại nhiều sương mù quá vậy? Không nhìn thấy gì hết. Đúng vậy, lạ thật, ban ngày lấy đâu ra sương mù? Stop!
Giết! Hộ giá Thiên Tuế! Thiên Tuế cẩn thận! Thiên Tuế! Đuổi theo! Đuổi theo cho ta! Thiên Tuế! Thiên Tuế! Đột quyết khởi binh xâm phạm biên giới, đại quân đã phá vỡ biên ải, cách nơi này chưa tới 100 dặm. Tổ tiên 8 năm, Đột quyết đột nhiên khởi binh xâm phạm biên giới, quân tiên phong trực tiếp ép Tấn Dương. Đội quân tinh nhuệ của Đột quyết tiến quân thần tốc, giết người cướp của, nhân dân biên giới vô cùng khổ cực. Lý Thế Dân thống lĩnh quân nghênh chiến, Tề Vương Lý Nguyên Cát dẫn quân bọc đánh từ phía sau, đại quân Đột quyết tan tác. Phụng lệnh Tề Dương chém đầu những kẻ mạo phạm thiên uy. Mọi người đừng sợ, ta là công chúa Elena của bộ lạc Thiết Lạc. Các ngươi đều là dũng sĩ dũng cảm, không thể chết giống như đám súc sinh nhát gan đó được. Người đâu, xử trảm ả kia cho ta. Rõ. Đi. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Dừng tay. Ai kêu các ngươi giết tù binh? Là quân lệnh của Tề Dương, quân lệnh của ai cũng không được. Thả người ra trước đi. Tướng quân Uất Trì chống lại quân lệnh là tội chết. Tội chết cũng do ta gánh. Muốn giết thì giết đi. Võ sĩ Đột quyết bọn ta không cần sự thương hại của các ngươi. Quân lệnh của Tề Dương ai dám kháng? Làm đi. Ai dám? Dừng tay. Tham kiến Tề Dương. Tham kiến Điện Hạ. Người ta muốn giết, ai dám cản hả? Điện Hạ, Kính Đức năm đó đầu hàng chính là vì Tần Dương yêu nước thương dân, hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng mà hôm nay tù binh này đều đã bỏ đao bỏ kiếm xuống. Kính Đức vẫn mong Điện Hạ cho họ một con đường sống. Quốc Trị Cung, ngươi mở miệng một tiếng Tần Dương, ngậm miệng một tiếng Tần Dương, trong mắt của ngươi còn có bổn dương hay không chứ? Kính Đức một lòng vì đại đường.
Quốc trị cung, nghe nói người giỏi tay không bắt giáo. Hôm nay ta muốn xem, trong thời gian một nén hương, ngươi có thể đoạt được mấy loại binh khí. Kính đức không dám. Lên. Rõ. Hộ giá Dương gia, tướng quân xin dừng bước. Công chúa sao lại ở đây? Trong bộ lạc của bọn ta, anh hùng giỏi nhất sẽ có được món quà gặp mặt này. Công chúa điện hạ, tha lỗi cho kính đức không thể phục tùng mệnh lệnh. Chẳng lẽ ngươi không thích Elena? Công chúa điện hạ, tướng quân, tướng quân, thứ lỗi kính đức không thể phục tùng mệnh lệnh. Tứ đệ, đại ca, đại ca, cuối cùng cũng đến rồi. Vi thần tham kiến điện hạ. Đại ca, có người muốn giết đệ. Đại ca phải thay đệ làm chủ. Tứ đệ, có chuyện gì? Hắn, hắn muốn tạo phản, còn muốn giết đệ. Kẻ mưu phản, mạo phạm Dương gia, theo luật giết cửu tộc. Đại ca, đại ca, đại ca nghe đệ nói, tướng quân kính đức bị quan, bổn vương mới là Khâm Sai đại thần. Chuyện ta muốn làm chính là muốn giết chết đám quân giặc loạn thần kia. Người đâu, người đâu, tiến hành cho ta. Dừng tay. Điện hạ, kính đức vì giang sơn đại đường chinh chiến khắp nơi, trời xanh có thể chứng giám. Thái tử điện hạ nói kính đức không trung thành với đại đường, vậy thì điện hạ có thể moi trái tim của kính đức ra xem có phải là trung thành hay không. Thái tử điện hạ, tướng quân kính đức bị quan mà. Tướng quân kính đức bị quan. Tướng quân kính đức bị quan. Úc Trì Cung mạo phạm Tề Dương, tội chết không thể tha, trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng niệm tình có công chiến đấu, không truy cứu, giáng làm thứ dân. Mời thiên tuế về cho. Tướng quân kính đức, quan trường tối tăm, rời xa nơi này cũng là chuyện tốt. Hiện nay kẻ gian lộng quyền, kính đức không thể nào ở bên thiên tuế.
Hy vọng Thiên Tuế bảo trọng. Xin Thiên Tuế nhận của Kính Đức một lạy này. Ông Thiên Dương, Kính Đức trách nhầm ông rồi. Năm đó ta nói ông không lo sự sống chết của bách tính, nhưng mà Kính Đức ta bao năm chinh chiến là vì cái gì chứ? Nói là vì muôn dân thiên hạ, giang sơn xã tắc, đó đều là bọn họ lừa gạt bách tính ngoài kia thôi. Kính Đức ta bán mạng cho bọn họ bao nhiêu năm nay, đến cả vợ con của mình cũng không bảo vệ được. Thiên Dương, cây cung sắt này hôm nay vật về chốn cũ. Đi rồi lại đi, đi mãi, lưu luyến nhưng vẫn phải từ biệt nàng. Không nỡ sinh ly tử biệt nhất, nơi chân trời xa xôi mơ thấy hồn ai. Ngày nào mới có thể gặp nàng? Chiến mã kêu, gió bắc thổi, chim bay mỏi về lại rừng xanh. Xa cách ngàn dặm, muôn trùng khó khăn, nhớ nàng đêm ngày đến tiêu tụy. Kính Đức à, ăn cơm đi. Cheers.
Sau khi đột quyết thất bại, Tề Lê Khan đích thân thống lĩnh đại quân một lần nữa vào giết. Quân Đường thất bại, rút về Bạch Lương Quan. Quân lính nhà Đường thất bại thảm hại, trốn vào trong thành. Gọi Úc Kỳ Công ra gặp ta. Tên tiểu tướng đó là ai? Bẩm Thiên Tuế, hắn ta là Ajina Bảo Lâm, là cô nhi người Hán được Tề Lê Khan nhận nuôi. Thiên Tuế, Bạch Lương Quan bị bao vây nhiều ngày, hiện tại chú Tần Thúc Bảo diễn chinh Cao Lệ, hầu quân tập kết ở Tây Nam. Nếu như tướng quân Quốc Trị Cung còn không đến, tình thế thật sự rất xấu. Không phải là triều đình đã hạ lệnh rồi hay sao? Đã hạ thánh chỉ mấy lần rồi, nhưng mà là triều đình có lỗi với tướng quân Kính Đức. Ta biết nên làm thế nào đây. Ngươi xem cái này, ngươi thích màu gì chứ? Ngươi cũng xem đi. Không xem nữa. Liên tục nhiều năm chinh chiến, thật ngưỡng mộ Kính Đức có thể ở nơi này yên tĩnh để dưỡng già. Tiếc quá, chúng ta phải đưa ngải đi. Thần thấy không cần. Dạng Tuế gia hạ thánh chỉ ba lần đến chỗ của hắn, còn chả động tĩnh gì mà. Ta thấy hắn vì chuyện năm xưa mãi không quên. Thiên Tuế, chính là căn nhà nhỏ ở phía trước. Xin hỏi vị tiểu ca, Úc Trì lão gia còn có ở đây hay không? Hai vị đại gia tìm sư phụ tôi sao? Sư phụ tôi ở hậu viện, đi theo tôi, xin mời. Mời. Lão Hắc. Lão Hắc. Lão Hắc à, người đâu? Hậu viện. Lão Hắc. Lão Hắc à, lão Hắc. Có thích khách, có thích khách, thích khách. Ngài cười cái gì chứ, có thích khách kìa. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Sư phụ, mau dừng lại đi. Sư phụ à. Bắt người đi. Sư phụ tôi không được bình thường cho lắm. Ông ấy cả ngày kêu gào. Bãi quan gì đó, đắc tội với Dương gì đó. Sau này có một ngày, đột nhiên cười lớn cả nửa giờ, liền biến thành như thế này. Sao lại thành ra như thế này rồi? Bắt người, bắt được rồi. Kính Đức, Kính Đức à. Kính Đức, ngươi làm sao vậy? Kính Đức, ngươi nhìn ta đi. Ngươi còn nhận ra ta hay không? Ngươi còn nhận ra ta hay không? Ngươi nhận ra nó sao? Nó không nhận ra các ngươi. Kính Đức à, đừng sợ nha. Không nhận ra, sớm biết thế này, mới đầu tôi không nên đưa ngài đến. Xui xẻo mà. Xui quá đi. Thời gian qua đi, bây giờ ngươi cũng không dùng lên chiến trường được nữa rồi. Tiểu ca, ta nói cho ngươi biết, sư phụ của ngươi bây giờ điên rồi. Hắn ta chắc chắn không cưỡi nổi con ngựa này. Một con ngựa tốt như vậy để lại cho một kẻ điên, có phải là phí quá hay không? Thế này đi, ngươi để cho ta. Ngươi không thể đem nó đi được đâu, đó là của sư phụ ta mà. Hắn cái gì? Lão Trình. Thiên Tuế. Tiểu ca, chăm sóc tốt cho sư phụ của ngươi đi. Ta về sẽ phái người đến đưa cho ngươi ngân lượng. Đi. Thế này. Không ngờ một tướng quân lại rơi vào hoàn cảnh như thế. Truyền ra bên ngoài,
Các tướng sĩ sao có thể không đau lòng được chứ? Thiên Tuế, ngài đợi tôi một chút. Lão Hắc, lão ca vẫn không nỡ. Hai chúng ta từ biệt như vậy, không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau. Ta chuẩn bị cho ngươi một giọ rượu nè. Hai chúng ta uống một chén với nhau nha. Nào, ca rót cho đi. Nào, cạn đi. Nào, cạn. Trời ơi, đừng có chơi nữa. Nào, uống rượu đi. Lão Hắc, bệnh điên của ngươi khỏi nhanh thật đấy. Ta thấy ngươi điên, nhưng mà vẫn chưa quên được Ngọc Mai. Ta nói Lão Hắc, ngươi không muốn ở đại đường thì thôi, coi bạn cũ như kẻ ngốc. Ngươi quá đáng lắm luôn rồi đó. Ngươi nói chuyện đi chứ. Kính Đức, Thiên Tuế, Thiên Tuế thứ tội. Thiên Tuế, đứng lên đi. Tạ ơn Thiên Tuế. Thấy người không sao, Tiểu Dương yên tâm rồi. Ta nói này Lão Hắc, bây giờ đột quyết xâm phạm, nhân dân khổ cực biết bao, sao ngươi vẫn ở đây giả điên giả ngốc như vậy? Sao có thể không ra khỏi núi chứ? Ông Thiên Dương, đừng hận Kính Đức. Hiện biên ải đang nguy cấp, nhân dân khốn khó. Cây cột sắt này, xin Thiên Dương cho Kính Đức mượn một lần nữa. Trong quân địch có một tiểu tướng tên là Ashina Bảo Lâm, dũng mãnh bất thường, gần đây liên tiếp làm hại vô số đại tướng của quân ta. Tướng quân Quốc Trị, ngươi tuyệt đối phải cẩn thận. Tướng quân đối diện cưỡi ngựa đen chính là Quốc Trị cung, gian danh thiên hạ. Cây cột sắt này ở đâu mà có? Đợi ta đánh thắng rồi nói cho ngươi biết. Nhóc con, cột sắt của ngươi là ai cho? Trả con gắt cho ta. Tên họ của ngươi là gì? Sao ta phải nói cho ngươi biết?
Bảo Lâm. Bảo Lâm. Bảo Lâm. Xông lên cho ta. Xông lên. Xông lên. Giết. Đừng để anh ta chạy thoát. Đừng để anh ta chạy thoát. Nhanh. Ở kia. Nhanh lên. Cấm chạy. Đứng lại. Nhanh lên. Đứng lại. Nhanh lên. Đứng lại. Không được chạy. Đuổi theo. Xem ngươi chạy đi đâu cho thoát. Ngươi chạy hay sao? Chạy sao? Ngọc Mai, nàng ở đâu? Hôm nay ta đã gặp con trai của chúng ta rồi. Trông rất giống nàng, nhưng mà tính cách rất giống ta. Bọn ta còn đánh nhau một trận. Thằng nhóc khá lắm, sức lực còn lớn hơn ta. Con mau lớn. Lớn lên rồi. Cha mẹ dạy con võ công. Muốn cứu Trình Giảo Kim, ngày mai giờ Mùi đơn thân độc mã gặp nhau ở rừng Liễu Quang Nam. Kính Đức, cẩn thận trong đường có mai phục. Bọn ta cùng ngươi đi vào. Thiên Tuế cứ yên tâm đi, một mình thần có thể cứu được lão Trình ra ngoài. Tướng quân Uất Trì gian danh thiên hạ mà lại không đỡ nổi một đòn hay sao? Lão Trình ở đâu chứ? Người đến muộn rồi. Ta đã giết hắn.
Cái tên súc sinh này, không ngờ đại tướng quân Quốc Trì cũng có người không thể bỏ. Ngươi không cưỡi ngựa, ta cũng không chơi đẻo. Ta hỏi ngươi một lần nữa, mẹ của ngươi là Tô Ngọc Mai đúng hay không? Câm miệng. Ngươi còn mặt mũi nhắc đến mẹ của ta sao? Ngươi biết mẹ của ta vì ngươi mà chịu bao nhiêu cực khổ không? Hóa ra là ngươi biết ta là ai. Ta đương nhiên biết ngươi là ai rồi. Ta và mẹ của ta đã đợi ngươi 20 năm, trọn vẹn 20 năm. Ngươi ở bên ngoài làm quan cao chức trọng, làm gì lo cho sự sống chết của bọn ta? Thả ta xuống! Thả ta xuống ngay! Giết! Thả ta xuống, nhanh lên. Bảo Lâm, 20 năm nay ta vẫn luôn tìm tung tích của hai mẹ con con. Ông còn lừa ta. Ngươi tự đi nói với mẹ của ta đi. Ta đã từng thề trước mộ mẹ của ta, nhất định phải tìm ra ngươi. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Ta nhất định phải vì mẹ ta mà giết ngươi. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Trước khi chết, mẹ ta đã nói muốn ta nhất định phải tìm ra cha. Phóng tên! Cẩn thận! Uất Trì Cung, ngươi không ngờ lại rơi vào tay của ta đúng hay không? Dừng tay! Không được phép làm bị thương họ. Công chúa đến rồi, công chúa đến rồi. Bộ lạc Thiết Lạc tạo phản rồi, mau bắn tên giết cô ta đi. Công chúa, 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 công chúa. Công chúa, hóa ra tất cả đều do ngươi mà ra. Mẹ ta từng nói, ngươi dùng ám khí này chính là kẻ thù đã giết chết ông ngoại của ta. Ngươi
Năm đó không trừ cỏ tận gốc, lão phu tiễn ngươi đi gặp bọn họ luôn bây giờ. Nhanh, rút đi. Bảo Lâm, rút. Vì công chúa bộ lạc thiết lạc bị giết, nội bộ đột huyết loạn lên. Telikhan chỉ đành hạ lệnh rút quân. Nhanh thả ta xuống đi. Các người không thể bỏ mặc ta được. Lão Hắc, mau thả ta xuống. Hai người đừng nói chuyện nữa. Cái chân này của ta tê lắm rồi. Cha, còn đau không? Không đau, không đau nữa. Đây là thứ năm đó lúc chia xa mẹ con đã để lại cho ta. Thank you.
Tháng 6 năm Võ Đức thứ 9, mâu thuẫn của Tần Vương Lý Thế Dân và Thái tử Lý Kiến Thành, Tề Vương Lý Nguyên Cát cuối cùng bùng nổ. Dưới sự lực đổ của Kiến Thành và Nguyên Cát, Lý Thế Dân quyết định trận sống còn, đánh đòn phủ đầu. Hai bên ở quyền Võ Môn chiến đấu kịch liệt. Dưới sự dốc sức chiến đấu của Quốc Trị Kính Đức, Kiến Thành, Nguyên Cát bị giết. Đây chính là quyền Võ Môn nổi tiếng nhất trong lịch sử. Tháng 8 năm Võ Đức thứ 9, Lý Uyên nhường ngôi. Lý Thế Dân kế ngôi hoàng vị, đổi niên hiệu là Trinh Quán, người đời gọi là Thái Tông Hoàng Đế. Trả mạng lại cho ta. 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 Người đâu? Vạn Tuế, có phải người lại gặp ác mộng nữa hay không? Đêm qua trẫm không ngủ được, chỉ cần hãy nhắm mắt lại thôi là nhìn thấy đại ca và tứ đệ đến đòi mạng ta. Vạn Tuế, lão thần có một chủ ý. Vạn Tuế, thần xin cáo lui trước. Hộ giá, hộ giá, hộ giá. Hộ giá, ngủ ngon. Đóng cửa lại đi. Vất vả, vất vả rồi. Vất vả cho nhị ca và lão đệ Kính Đức rồi. Vậy ta đi ngủ trước nha. Bệ hạ, tối qua ngủ ngon chứ? Hôm qua cuối cùng trẫm cũng được an giấc. Hai người họ không đến làm phiền trẫm, chỉ là vất vả cho hai khanh rồi. Trong lòng của trẫm thực sự có chút bất an. Vạn Tuế, long thể an khang là hạnh phúc của bách tính đại đường. Thần vất vả có lời gì chứ? Nhưng mà đây không phải là kế sách về lâu về dài đâu. Bệ hạ, thần có một cách. Nói đi. Chi bằng triệu tập họa sĩ trong thiên hạ, vẽ lại hình tượng của nhị ca và Kính Đức, dán trên cửa cung điện để bảo vệ cho Vạn Tuế bình an.
Từ đó trở về sau, bức họa của Úc Trì Cung và Tần Quỳnh trở thành thần giữ cửa của Trung Hoa, lưu truyền dân gian, mong quốc thái dân an. Đến nay, người Trung Quốc có phong tục dán thần giữ cửa. Tháng 8 năm 2010, tỉnh Sơn Tây, thành phố Sóc Châu, khu Bình Lỗ được Hiệp hội các nhà văn hóa dân gian Trung Quốc cho là văn hóa thần giữ cửa Trung Hoa.